Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử lại vụ kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Sáu với bị đơn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan thu hồi bồi thường đất nông nghiệp giá 25.000 đồng một mét vuông phiên tòa được mở lại sau khi bản án hành chính sơ thẩm trước đó của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy và chuyển hồ sơ xét xử sơ thẩm lại. Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Thị Sáu có 3.625 mét vuông đất trồng lúa tại ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn gốc đất do ông bà để lại từ năm 1973 và trồng lúa ổn định, không có tranh chấp. Năm 1994, 36 được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng liên tục không có tranh chấp. Năm 2003, phần diện tích 3000 m2 đất của 36 bị thu hồi trong tổng diện tích 87,55 ha đất dọc đường Nguyễn Hữu Thọ với giá bồi thường 25.000 đồng một mét vuông. 36 không nhận được quyết định thu hồi đất theo quy định. Không đồng ý nhận bồi thường với mức giá theo bà là 1 mét vuông đất tương đương giá một tô phở và bắt đầu khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường sau nhiều lần trả lời, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã bác các khiếu nại của bà Sáu, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của gia đình bà và giao cho một công ty bất động sản. Bà Nguyễn Thị Sáu tiếp tục khiếu nại thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định bác khiếu nại của bà Sáu. Đến nay, trên chính khu đất này lại mọc lên hàng loạt biệt thự, công viên dù gia đình bà Sáu chưa nhận tiền bồi thường. Trình bày tại tòa, đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Sáu yêu cầu hội đồng xét xử hủy các quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định về việc cưỡng chế, buộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phải bồi thường theo giá thị trường, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho công ty Phú Long. Trả lời hội đồng xét xử, đại diện theo ủy quyền của bà Sáu cho biết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Sáu vẫn còn được bà giữ đến hiện tại. Tuy nhiên, mảnh đất của bà thì đã bị cưỡng chế thu hồi và giao cho doanh nghiệp. Bà Sáu không còn quản lý sử dụng đất trên. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè có thực hiện thủ tục thu hồi hay hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Sáu hay chưa? Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện chưa nắm việc này. Đại diện người bị kiện cho biết thêm, diện tích đất của bà Nguyễn Thị Sáu bị thu hồi thuộc hai dự án nhưng cùng một phương án thực hiện, gồm dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Bình Thuận đến khu công nghiệp Hiệp Phước và dự án tạo quỹ đất đô thị cho thành phố. Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, đại diện người bị kiện cho biết Hội đồng bồi thường để thực hiện các dự án trên được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 1999, nhưng việc kiểm kê tài sản trên đất của dân để bồi thường thì đã được thực hiện từ ngày 9 tháng 12 năm 1999, trước khi có hội đồng bồi thường. Dù công tác thực hiện không đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định, nhưng đại diện người bị kiện vẫn khẳng định là không sai luật vì thời điểm đó không chú trọng thời gian trình tự. Tuy nhiên, phía đại diện người bị kiện khẳng định bà Nguyễn Thị Sáu không đồng ý nhận tiền chứ không phải chưa bồi thường. Ngoài số tiền bồi thường là 75 triệu đồng cho 3.000 mét vuông đất, bà Nguyễn Thị Sáu còn được thưởng 1 triệu đồng và được hỗ trợ mua căn hộ chung cư với giá thành xây dựng hoặc giá không kinh doanh. Thế nhưng hơn chục năm nay, dự án này vẫn chưa xây dựng xong. Khi được hỏi bằng chứng nào thể hiện đã bồi thường, đại diện người bị kiện trình bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng mà ban bồi thường huyện Nhà Bè gửi 76 triệu đồng được cho là tiền đền bù đất cho bà Sáu. Tuy nhiên, sổ tiết kiệm này lại đứng tên một cá nhân khác không phải là bà Sáu. Phía đại diện Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cho biết, người đứng tên là cán bộ ban bồi thường. Chủ tọa tiếp tục hỏi, quy định nào cho phép ban bồi thường được quyền sử dụng tên cá nhân để gửi tiền này? Nếu cá nhân đứng tên gửi chết, phát sinh thừa kế thì lấy gì để chứng minh là tiền bồi thường của bà Sáu? Hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 14 tháng 5. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, khi nghi phạm đang chạy trốn trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1994, chú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Cơ quan công an sau đó đã lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 kiềng bằng vàng, có trị giá khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển kiểm soát Hà Tĩnh cùng tài liệu tăng vật liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ đần không có tiền để trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Tối ngày 17 tháng 4, toàn lái ô tô nhãn hiệu Virus di chuyển trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hà Tĩnh đi thị trấn Nghèn chạy lòng vòng để quan sát. Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền Nhận thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, lấy băng dính che biển số xe, quay lại đột nhập vào tiệm vàng, dùng búa đinh đập vỡ tủ kính. Chỉ trong vòng 6 giây, Toàn đã lấy đi 16 kiềng vàng trị giá khoảng 190 triệu đồng rồi lên xe tàu thoát. Sau khi xảy ra vụ cướp, bà Lê Thị Thu Hát, chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền, chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại. Bà Hát kể lại khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4, hai vợ chồng bà đang nằm nghỉ trong nhà. Chị Lê Ngọc Tê, con gái của bà Hát, ngồi ở phòng khách làm việc. Thời điểm trên, bất ngờ nghe nhiều tiếng động chát chúa phía quầy bán vàng. Bật dậy xem thì phát hiện người đàn ông đang luồn tay vào tủ kính lấy trộm vàng. Chưa kịp định hình, chị Lê Ngọc Tê lập tức lao ra khỏi nhà, cầm điều khiển tivi ném vào nghi phạm và chi hô hàng xóm. Bà Hát nhớ lại, kẻ trộm đã chuẩn bị từ trước, đậu xe trước cửa để theo dõi tình hình. Sau khi thấy chúng tôi không có mặt tại quầy hàng mới hành động. Sau những tiếng va đập lớn chỉ trong 6 giây, tên cướp đã vừa lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của hàng chục người. Quá trình gây án, tên cướp bị mảnh kính rạch vào tay chảy máu. Hung khí là chiếc búa phá kính cũng bị bỏ lại tại hiện trường. Tên trộm nhanh chóng dẫm ga bỏ chạy, trốn thoát khỏi hiện trường trước sự chứng kiến của nhiều người. Ông Ngô Đức L, thợ sửa xe trước cổng tiệm vàng Kim Sơn Hiền cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người đứng xung quanh tiệm vàng nhưng tên cướp vẫn liều lĩnh gây án và bỏ trốn. Ông L cho biết, tên cướp trên tay cầm nhiều kiềng vàng, lao ra xe, một số vòng vàng còn rơi vãi trước cổng tiệm, hiện trường nhốn nháo. Do tên cướp bịt mặt nên lúc đối đầu, ông L không nhìn rõ nghi phạm. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay, chỉ biết nhìn tên cướp tẩu thoát. Ngày 17 tháng 4, đại diện Công an huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết, Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái DTNL 12 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai 38 tuần tuổi. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án, tuy nhiên danh tính người này vẫn chưa được công bố. Đại diện lãnh đạo bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết, 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, bé gái đã hạ sinh một bé trai nặng 3 kg, sức khỏe của cả hai mẹ con đều tốt. Cũng trong ngày 17 tháng 4, đại diện công an huyện Thanh Trì cho biết, cơ quan chức năng vừa lấy mẫu ADN con của bé L để phục vụ điều tra. Theo trình báo của gia đình anh A, cha của bé gái sau khi phát hiện con gái mang thai đã đưa con tới cơ quan công an xã Tam Hiệp trình báo. Tại địa phương, gia đình anh A có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm. Vợ chồng anh A có hai người con, cháu L là con út. Khi cháu L vừa tròn một tuổi, vợ anh A bỏ nhà đi đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, anh A phải sống trong cảnh gà chống nuôi con. Để có tiền nuôi con, anh A phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, anh A thường chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Anh A nói, gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm minh người đã làm hại con gái mình. Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối cho rằng, cho bé bị xâm hại khi 11 tuổi đã có sự mô tả lại về hành vi của đối phương. Hành vi của đối tượng phạm tội có đầy đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với tình tiết định khung là làm nạn nhân có thai và phạm tội hai lần trở lên sau khi cháu bé sinh con, việc xét nghiệm để truy bắt, xét xử đối tượng phạm tội sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc và đối tượng có thể xử lý với mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.